Này, tụ lên phiên nguồn hai công tơ ha. Thì khi mà các bác lấy tụ này á, tụ này thì mình chạy bằng khởi này, ha. Khởi con này hẹn giờ theo tháng từ ngày 1 tới ngày 15 thì chạy con này, ngày 15 tới ngày tiếp theo sẽ chạy con này. Hai con khởi này khởi 65A ha, rất là chất. Dây mình bấm dây cốt lớn hết 10 thì 10 chấm hết nha. Đấy. Này là nguồn CB nguồn thứ nhất, CB nguồn thứ hai 63A ha. Đấy là chế độ, ở đây nó có chế độ, các chế độ. Bây giờ mình chuyển qua chế độ chạy tay ha. Chạy tay thì ví dụ mình chạy con thứ nhất nè ha. Chạy con thứ hai, khi mà đang chạy con thứ nhất thì con thứ hai không vào được ha. Tại vì ở đây mình đang khóa chéo nè. Khóa chéo khi mà con này vào là con này ngắt ha. Mà con này vào là con này ngắt. Đây đang khóa chéo ha. Đấy. Rồi mình sẽ chuyển qua chế độ tự động. Tự động thì mình sẽ để hai cái về tự động ha. Tự động thì nó sẽ auto theo cái thời gian trên trên con timer này, con timer tháng này ha. Thì cứ mình cứ cài đặt trên này nè, mình sẽ vào đây mình cài đặt. Dù mình muốn từ ngày 1 tới ngày 15 thì nó chạy con nguồn chính này, thì nó sẽ ngày 1 ngày 15 chạy con này ha. Ngày 15 tới ngày tiếp theo chạy con bên này. Giả sử cái nguồn thứ nhất này nó mất ha, cái nguồn này nó mất thì nó sẽ đảo, nó sẽ tự động nhảy cái nguồn này vào ha. Đó. Còn cái khi cái nguồn này nó có lại nè, thì cái nguồn nguồn chính nó có lại thì con này nó sẽ nhảy con này vào, tức là khi mất điện á, cho dù đang chạy auto như vậy đúng không, khi mất điện nè, khi mất điện thì con này nó sẽ bạn nhảy vào liền, con nguồn dự phòng sẽ nhảy vào, có điện lại con này vào, con dự phòng ra ha. Thế như vậy thôi, nó luân phiên và nó có cái chế độ như vậy ha, chịu khó đấy. Thì khi mà chạy con đấy với cái con này thì chất lượng nó sẽ khác biệt nhau rồi ha. Để các bác thấy nó sự khác biệt. Mình tạm nghe điện thoại thì